Xin chào các bạn. Hôm trước mình vừa lên clip về tập bài Munchami vừa mới được phát hành. Ở cuối clip mình có đặt một câu hỏi là liệu các Munchami có thay thế được Maxi hay không. Hôm nay chúng ta hãy cùng phân tích rõ hơn về vấn đề này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại về lá bài Maxi một chút để hiểu vì sao nó lại bị cấm nhé. Maxi là một quái thú hệ đất, 2 sao tộc côn trùng, công 500 thủ 200. Mà cũng chả ai quan tâm mấy con số này, bởi vì chẳng ai ngáo ngơ mà triệu hồi cái củ nợ này ra để đấm nhau cả. Thứ giá trị mà Maxi có nằm ở hiệu ứng của nó. Đây là một hiệu ứng nhanh trong cả hai lượt người chơi. Bạn có thể gửi lá bài này từ tay xuống mộ và trong suốt lượt đó, mỗi lần đối phương triệu hồi đặc biệt quái thú thì bạn ngay lập tức sẽ được rút một lá bài. Bạn chỉ có thể ném một Maxi mỗi lượt mà thôi. Theo như Kevin Stewart, giám đốc phát triển của Konami tại Mỹ, lá bài này được thiết kế đặc biệt để chống lại đội quân Six Samurai đang tung hoành ở thời điểm đó. Tuy nhiên, số phận của Maxi khá là lênh đênh lận đận. Tại thị trường TCG, nó được phát hành vào năm 2011, bị giới hạn 2 lá vào năm 2016, giới hạn 1 lá vào năm 2017 và chính thức bị cấm từ năm 2018 cho đến tận bây giờ. Đây vẫn luôn là một nỗi đau của những người chơi TCG bởi vì hiện tại đang có rất nhiều bộ bài chuyên triệu hồi đặc biệt. Nếu có Maxi, không chỉ có thể giúp chúng ta thêm bài lên tay nhanh chóng, và nếu trong những lá bài thêm lên tay có các hand trap khác, thì có thể dùng chúng để cản phá và ngăn chặn đối phương. Ngoài ra, ném Maxi còn là một phương pháp rung cây dọa khỉ, một đòn đánh tâm lý đến đối phương vì có thể họ sẽ sợ rằng chúng ta sẽ lấy được thật nhiều bài tốt lên tay thông qua việc triệu hồi đặc biệt của họ. Họ sẽ lựa chọn hạn chế combo lại, triệu hồi quái thú ít nhất có thể, thậm chí là không triệu hồi và kết thúc lượt của mình. Đó chính là những ưu điểm tuyệt vời mà Maxi mang lại và cũng là lý do mà người chơi TCG lúc nào cũng mong cho Maxi thoát được khỏi ban list. Nhằm mục đích giới hạn lại sức mạnh của những bộ bài này, Konami đã quyết định không tha cho Maxi mà tách nhỏ nó ra làm nhiều mảnh để có thể tận dụng được nhiều hơn, cụ thể là hút máu chúng ta được nhiều hơn. Và từ đó tập bài Munchami ra đời. Hiện tại, Munchami đang có 3 thành viên là sứa, chim và mèo. Tất cả chúng đều có hiệu ứng tương tự nhau và tương tự như Maxi, đó là cho phép chúng ta rút bài mỗi khi đối phương triệu hồi đặc biệt. Đầu tiên là Munchami Purulia. Khi sử dụng, quái thú này cho phép chúng ta rút một lá bài mỗi khi đối phương triệu hồi từ tay xuống sân. Thứ hai là Munchami Fuelos. Quái thú này cho phép ta rút một lá bài mỗi khi đối phương triệu hồi đặc biệt từ deck hoặc là extra deck ra sân. Thành viên mới nhất là Munchami Nialet. Nó sẽ cho phép ta rút một lá bài mỗi khi đối phương triệu hồi đặc biệt quái thú từ mộ hoặc đã bị loại bỏ khỏi trận đấu về lại sân. Các quái thú này hiện đang rất được săn đón và giá cũng không hề rẻ ở thị trường TCG. Mỗi lá bài trong số chúng đã lên tới con số hàng triệu rồi đó các bạn. Riêng Nialet thì vẫn chưa phát hành nên mình chưa biết giá cụ thể là bao nhiêu. Nhưng để trả lời cho câu hỏi là những lá bài này có thay thế được Maxi hay không, câu trả lời của mình là không nha. Còn vì sao không thì mình sẽ nói tiếp. Những Munchami chỉ mang sức mạnh riêng lẻ, được truyền thừa từ Maxi nhưng chưa phải là tất cả. Vì vậy, nó không thể thay thế cho Maxi bởi những điều kiện sau đây. Đầu tiên là về giá trị. Những Munchami này quá đắt so với mặt bằng chung những người chơi Yu-Gi-Oh! TCG tại Việt Nam. Cho dù ở thời điểm chưa bị cấm thì chúng ta vẫn dễ dàng mua bán, trao đổi hay xin đỡ Maxi với mức giá không quá cao với nhiều loại foil khác nhau. Thứ hai là điều kiện kích hoạt. Maxi có thể ném bất kỳ lúc nào, tùy theo tình hình hoặc miễn rút được lên tay là có thể ném. Còn đối với Munchami, chúng ta chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Munchami khi mà chúng ta không điều khiển bất kỳ lá bài nào. Điều này hơi khó khăn vì trong quá trình chơi, chúng ta không nên chủ động tạo ra một tình huống mà ta không điều khiển lá bài nào để kích hoạt hiệu ứng của Munchami. Như vậy quá nguy hiểm. Cho nên, thường thì những Munchami sẽ được ném ra ở lượt đầu tiên khi chúng ta có được chúng trên tay trong lượt rút bài đầu tiên. Ngoài ra, vào cuối lượt, nếu bài trên tay quá nhiều thì các Munchami bắt chúng ta phải trả bài về lại bộ bài, còn Maxi thì không. Nhưng mà bù qua xét lại, ở phần điều kiện kích hoạt này, các Munchami hơn Maxi ở chỗ Maxi phải gửi từ tay xuống mộ thì mới kích hoạt được. Tức là nếu trước đó chúng ta bị đối phương ném Dimension Shifter, một lá bài cực kỳ thông dụng bây giờ, hoặc là đối phương đang kích hoạt các lá bài không cho phép bài được rớt xuống mộ giống như Macrocosmos hay Dimensional Face Shield, thì chúng ta không thể kích hoạt Maxi được. Còn với các Munchami thì chỉ cần discard là xong, tức là ném tụi nó từ tay xuống là có thể kích hoạt được. Còn sau khi bị ném, tụi nó rớt xuống bộ hay bị loại khỏi trận đấu đều không quan trọng. Và về phần hiệu ứng thì chắc chắn rồi, các Munchami chỉ kế thừa hỏa chí của Maxi, nhưng đó là các năng lực không trọn vẹn. Mỗi Munchami chỉ có thể cho phép rút bài khi đối phương triệu hồi đặc biệt ở một vị trí nhất định, và chúng ta chỉ được ném tối đa 2 quái thú Munchami khác nhau trong một lượt. Như vậy, nếu khéo léo, đối phương có thể hạn chế triệu hồi đặc biệt từ những vị trí đó và giảm số bài chúng ta được rút lại. Còn với Maxi thì không quan trọng là từ vị trí nào, miễn là đối phương triệu hồi đặc biệt là chúng ta có thể rút bài. Ngoài ra, vì được chia nhỏ ra nên có những triệu hồi nằm ngoài khả năng của các Munchami, ví dụ như hiệu ứng của quái thú Meme hoặc là Ravio Floor of Phantasm. Chúng sẽ gọi các token từ hư vô ra sân, và vì lý do đó, không có Munchami nào có thể cho ta rút bài trong trường hợp này.
Nó cũng tương tự với các lá bài ma pháp tạo token như là Photon Century, Stray Lamps hay là Scapegoat. Hoặc một trường hợp khác là các lá bài 7 quái vật. Khi kích hoạt thì sẽ tự triệu hồi đặc biệt bản thân từ lá bài 7 trở thành quái thú. Ví dụ như Abyss Stunray, Angel Statue Azurun hoặc là Tiki Curse và Tiki Soul. Những hiệu ứng triệu hồi đặc biệt này nằm ngoài khả năng của Munchami nhưng vẫn trong tầm ảnh hưởng của Maxi. Nhưng nếu để ý thì các Munchami đều khác hệ với nhau. Chúng ta đã có 3 hệ là nước, gió và đất. Biết đâu sau này Konami sẽ thêm các Munchami mang các hệ lửa, ánh sáng và bóng tối để bổ sung cho ngoại lệ hiện giờ của chúng. Nhưng như vậy thì các Munchami lại càng bị phân mảnh hơn nữa. Cho nên mình có thể chắc chắn một điều là các Munchami có thể bổ sung và hỗ trợ để rút bài. Nhưng chúng không thể thay thế được khả năng rút bài gần như là hoàn hảo và tuyệt đối của Maxi. Maxi vẫn còn đang bị cấm và chưa có dấu hiệu được tha bổng, thì các Munchami là những lựa chọn tốt nhất để đối phó với tình trạng triệu hồi đặc biệt ồ ạt trong format TCG bây giờ rồi. Và đó là ý kiến của mình. Nếu có ý kiến gì khác thì các bạn có thể bình luận bên dưới để chia sẻ thêm quan điểm của mọi người nhé. Video xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.